cái gì mà hồi nãy gì mà cưới nhau gì vui vui gì đó mà hồi cứ gây lộn gì đó. Con nói lại nãy đi. Trời ơi, mày mơ ba, đừng có ai cưới nhau nữa. Cưới xong, cưới thầy Du ha. Tìm nhà làm gì? Xong nhà anh ha. Xong nhà anh để cứu bổn đi à. Đi đâu? Đi bỏ chồng. Sao vậy? Chồng bỏ gái. Chồng bỏ gái là chồng bỏ ai? Chồng bỏ vợ. Sao bỏ? Trời đất ơi, mày mốt cưới vui ha. Cưới mày mốt cưới, cưới được có bà nghèo là xong rồi. Mà cãi nhau rồi. Ok hả? Cha được cái gì đâu bị sống dài. Chơi nhảm quá hả? Nhảm chỗ nào? Nhảm quá hả?